quay mà thấy nó nứt nó các bạn. Nó nấu như cái này nè cô.
bỏ bên đây là nó đây những giang đi lên cho bà chị á, không chị á, không ở dưới, ở đây là cha này, mà cá đi ở dưới. Tiền đâu? Trời ơi trời, gì kỳ vậy tiền? Kim tự tháp. Này là cái tháp Eiffel đó chị. Quá trời luôn rồi. Sản phẩm đã hoàn thành, quá đẹp. Quay lại, quay lại đây nè, quay ngang lại. Rồi, quay. Chị, trên đây. Bây giờ là chút này. Cái tôi đi rồi 1, 2, 3 rồi.
Chuyển hả? Chuyển này hả? Thì đó, ừ, cái chị đó đó nó vẽ ha, lập trình sẵn cái nó vẽ nó đẹp. Trái tim nè, đang in hình trái tim nè. Em mà nó không? Đẹp ha. Anh theo cái đường xéo 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 ha. Nó giống như những cái tờ chỉ mà xếp 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 rồi sáng chiều. Ờ đúng rồi. Thấy cái này nó nhích từ 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 từ. Ủa anh làm gì vậy? Anh lên ngồi hả?